Ủa má, má định đi đâu vậy? Má đi chợ. Thôi trời cũng trưa rồi, con ở nhà con coi chừng nhà với mấy đứa nhỏ. Dạ. Má đi ra chợ con có gì ngon ngon mua gì cho mấy đứa nó ăn. À, mà má nè, má khỏi phải đi chợ đi. Trong cái tủ lạnh nhà mình á, quá chừng đồ ăn luôn. Thịt bò, trứng nhiều lắm. Nhưng mà mấy món đó hôm qua đã ăn rồi, bữa nay ăn nữa sợ mấy đứa nhỏ nó ngán. Quan trọng là cách mình chế biến. Hôm nay con sẽ làm món mới với thịt bò. Con đảm bảo với má là tụi nhỏ mà tích đi được chứ. Vậy đó hả con? Dạ. Vậy món nào đâu con, má coi coi. Nè má xem nè. Đó, con sẽ làm món này. Mình làm món này đi. Vậy má khỏi đi chợ nha. Chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Dự Thảo. Chào Kim Thảo. Cô ơi, lại được gặp cô trong một chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mới nữa rồi. Không biết là ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho em cùng với quý vị khán giả món ăn gì đấy ạ? À? Trong chương trình ngày hôm nay, Dự Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ăn mà chắc chắn là các bé sẽ rất là ưa thích và đặc biệt là không ngán nữa. Đó là món nem thịt bò chiên xù. Để thực hiện món nem thịt bò chiên xù, quý vị khán giả cần chuẩn bị 100g thịt bò băm, 50g giò sống, nấm linh chi, củ hành tây, 100g bột chiên xù, 100g bột mì, tỏi phi, trứng gà, bột nghệ, ngò rí băm, tương cà, tương xí muội, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Bây giờ thì giai đoạn đầu tiên quý vị khán giả sẽ bầm nhỏ phần củ hành tây này ra. Dạ. Cô sẽ cắt nhỏ ra trước rồi sau đó chúng ta bầm thì sẽ dễ hơn. Nấm linh chi chúng ta cũng sẽ bầm nhỏ. Kế đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến thịt bò. Thịt bò này mua ở chợ về á, quý vị khán giả sẽ băm ra, cho nhỏ ra, nhuyễn ra một chút xíu. Và sau đó chúng ta sẽ trộn chung với lại 50g giò sống. Và khi trộn giò sống chung với lại thịt bò thì chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp có độ dai, làm cho nhân của chúng ta không bị khô và đặc biệt là chúng ta sẽ dễ tạo hình hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ trộn giò sống chung với thịt bò để nem của chúng ta không bị khô nè, đồng thời sẽ dai hơn và dễ tạo hình hơn nha quý vị. Quý vị khán giả sẽ cho vào khoảng nửa muỗng cà phê hạt nem Aji ngon, 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê tỏi phi, 2 muỗng cà phê ngò rí băm, khoảng 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Tiếp tục cho khoảng 1 muỗng cà phê nước tương phú sĩ. Cô Dự Thảo sử dụng thịt bò xay mà chúng ta vẫn sử dụng mayonnaise aji mayo hả cô? Đúng rồi, ngoài việc chúng ta cho giò sống vào để có cái độ dẻo và dễ tạo hình thì chúng ta nên cho vào khoảng 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo vì sẽ làm cho nem sau khi hoàn tất sẽ không bị khô và đồng thời có độ mềm. Cuối cùng quý vị khán giả cho vào khoảng 2 muỗng canh bột chiên xù vào. Bây giờ chúng ta mới trộn đều một lần nữa. Phần bột chiên xù chúng ta cho vào cuối cùng như thế này giúp cho nhân hút nước có độ kết dính tốt hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ trộn bột xù vào trong nem để giúp cho nem của chúng ta hút nước, đồng thời sẽ dễ tạo hình hơn nha quý vị. Để viên những viên nhân như thế này thuận tiện á, thì quý vị khán giả có thể làm nhiều cách. Đó là quý vị khán giả sử dụng một cái miếng ni lông nhỏ. Sau đó quý vị khán giả sẽ múc một phần nhân. Và sau đó chúng ta dùng miếng ni lông này để mà chúng ta vo tròn lại. Và quý vị khán giả sẽ thấy là chúng ta sẽ thực hiện khá là dễ dàng. Sau đó thì chúng ta ấn hơi dẹp một chút xíu lại. Rồi như vậy là chúng ta đã có một cái miếng nem thịt bò xong rồi. Và chúng ta cho ra dĩa. Đây, chúng ta lại hoàn tất tiếp tục thêm một miếng nem nữa. Rất là nhanh phải không quý vị khán giả? Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị qua giai đoạn chiên. Chúng ta sẽ đập một cái trứng ra chén. Và sau đó thì quý vị khán giả sẽ đánh đều phần trứng này lên. Dạ. Kim Thảo giúp cho cô. Để trộn sốt thì quý vị khán giả sẽ sử dụng khoảng chừng 1 muỗng canh tương xí muội, 1 muỗng canh tương cà, cho vào thêm khoảng 1 muỗng cà phê ngò rí nữa, 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo nữa. Thì như vậy sẽ tạo thành một cái món sốt hoàn hảo. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp nè. Miếng nem thịt bò đầu tiên chúng ta sẽ tẩm qua phần bột mì. Và chúng ta sẽ nhúng qua phần trứng. Cuối cùng chúng ta vớt ra và chúng ta cho vào bột xù. Dạ. Chúng ta lại tiếp tục như vậy đến những cái phần còn lại. Khi dầu đã vừa rồi, chúng ta thấy nhiệt độ đã vừa rồi nào, quý vị khán giả sẽ từ từ cho vào. Chúng ta thả vào nhẹ nhàng như thế này. Và nhiệt độ chúng ta chiên là chúng ta sẽ không chiên nhiệt độ quá nóng đâu. Quý vị khán giả nhìn thấy không, miếng nem đã vàng một mặt rồi, rất là đẹp. Và cái màu vàng như thế này là vừa nè. Dạ. Chúng ta tiếp tục chiên sang cái mặt còn lại. Và bây giờ thì Kim Thảo có thể tắt bếp được rồi đó. Chúng ta sẽ vớt nem ra vì thịt bò rất là nhanh chín. Quý vị khán giả sẽ cho nem thịt bò chiên xù vào một cái đĩa tròn. Và bây giờ thì cô sẽ cắt
một miếng nem ra làm đôi như thế này. Rồi bây giờ cô sẽ cho một miếng nem thịt bò vào vị trí này. Chúng ta sẽ bắt những cái đường trang trí lên trên để cho món ăn chúng ta thêm phần sinh động. Cuối cùng là điểm thêm một màu xanh xanh của một nhánh húng lủi nè, một sợi ớt xoăn. Đây này Kim Thảo, mời Kim Thảo thử nha. Cảm ơn cô Dự Thảo. Cô ơi, rất là ngon. Với cái nem thịt bò chiên dầu ngày hôm nay thì không hề bị khô, ăn rất là mướt nha, nhưng mà được bao bởi một cái lớp xốp xốp giòn giòn ở bên ngoài rất ư là tuyệt vời luôn. Hành tây thì không hề bị hăng, thịt bò và giò sống thì giữ được độ ngọt và độ mềm, và lại càng ngon hơn khi mà chúng ta chấm với nước sốt mà được cô Dự Thảo pha lúc nãy, là chúng ta có một cái vị chua chua nhẹ nhẹ béo béo nè. Món ăn của ngày hôm nay quá hoàn hảo cô ạ. Nếu như quý vị có những yêu cầu hay những thắc mắc, ý kiến đóng góp có liên quan đến công việc bếp núc, xin quý vị đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 0838237557, và trang web của chương trình đó là món ngon mỗi ngày.com, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày đi đến trang web của chương trình. Đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.